nạn trộm chó diễn ra ngày càng nhiều ở miền tây nam bộ và sáng nay người dân ở xã tân phú đông sa đéc đã bắt quả tang hai thanh niên đang trộm chó Hai đối tượng này được xác định là Nguyễn Thanh Sang, 25 tuổi và Huỳnh Trung Tín, 20 tuổi đều ngụ tại địa phương. Tiến hành kiểm tra trên phương tiện của hai đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện có hai con chó, một con mèo đã chết, cùng một số vật dụng dùng để bắt chó và một xe mô tô là phương tiện gây án. Qua làm việc, bước đầu hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi trộm chó của mình. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hành chính các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.